Cảm ơn quý vị các bạn đến với kênh Bonsai TV. Tôi lại tiếp tục review những tác phẩm ở khu vực cánh trái phía bên cạnh hồ phun nước để gửi đến quý vị và các bạn. Đầu tiên là cây Final. Cây Final của anh Hòa Taxi, số điện thoại 0829668968. Vừa rồi đang quay ở cái khu vực mini và tập trung, nó có lèn quá đẹp. Bây giờ ra cái khu vực không gian ngoài các bạn, nó loãng hơn, mong mọi người các bác cái sự thông cảm. Tiếp tục là một tác phẩm C, một người B của nhà Lợi Chậu Linh Bình, 0914727552. Khá là dài. Đâu rồi? Rất là đơn giản đấy các bạn, nhìn đẹp. Cây xanh dáng dấp khá là điệu. Kế dễ rồi đó. Nó ôm một cái vỏ ốc như vậy, vỏ ốc rất là to. Cây xanh nhà vườn non nước, 0983871 2826, 926 rồi. Một cái tay đảo địa, đường chi đảo địa. Tiếp theo cũng là cây của sông mặt nước. Cùng 983871926. Tiếp theo là cây của Triệu Hữu Chuối. À, cây này khả năng là mới đổi chủ ở tại nhà vườn Kim Chập rồi. Chúc ông kính các bạn là anh Trung Bonsai. Chào tất cả anh em nhé. Vâng, em là kênh Bonsai TV anh Trung ơi. À thế à, ôi rồi. Thì anh em nào mà đã yêu cây cảnh rồi thì ta cố gắng vào tham khảo đúng không? Vâng. Ủng hộ cho kênh Bonsai TV. Bonsai TV cũng như anh em chúng tôi được phát triển hơn nữa. Vâng. Cũng như là mang cái tình yêu cây cảnh gửi tới tất cả anh em. Cảm ơn anh Trung Bonsai nhé. Chúc anh em cùng với cả những đam mê thì mới đi được đấy đúng không? Cảm ơn anh nha. Rồi, ok. Vâng, ta tiếp tục với cả những tác phẩm tiếp theo. Cây dưới Đinh Văn Thống, 0989966488. Tôi sẽ tiếp tục di chuyển ra phía ngoài để quay các cái cây tập trung nhé. Trước mắt các bạn là một tác phẩm của anh Nam Lê, cây xanh của anh Nam Lê, số điện thoại 0915321762, số điện thoại của anh Nam Lê. Cũng là một người khá nổi tiếng rồi, cho nên là cây cũng đẹp thôi. Cây có độ già, lu dứa của mặt này. Mặt này thì cũng rất là nhiều lu, lu cục. Dăm để làm rất là chi tiết. Một cái cây có một cái dáng rất là lạ. Vâng. Rất là nghệ thuật như này. Đó là xanh quê các bạn, xanh quê, xanh quê rất là nghệ thuật. Bộ đế thì được tạo bởi nhiều cái rễ vặn lại.
của anh Trần Văn Tuyển, tác phẩm Gọi Đò, điện thoại 0398154709. Có phải xanh quê hay xanh Nam Điền của ta? Lá này xanh quê, xanh quê rất là điệu, về rất là nghệ thuật. Bên cạnh đấy là một cây mẫu đơn này. Đơn nó khá là già. Đinh Văn Tiếp, Phúc Lộc Thọ, 0974 735 336 336, tác phẩm Phúc Lộc Thọ, mẫu đơn. Cây này của ai đây? Đinh Văn Tiếp, Trực Cổ, 0974 735 336. Cây này rất là cổ, nó khá đẹp, dạng tay bông đĩa, tay lông. Cái cổ này chắc cũng nhiều tiền đấy. Tiếp theo vẫn là của chủ nhân là Đinh Văn Tiếp, Trưởng Ngoại. Bên cạnh đây là một tác phẩm Si Cổ, cây rất to. Cây Si rất là già, trắng hết rồi. Em vào đây xem là cái chủ nhân là ai nhỉ? Đinh Văn Dần, Tăng Long, 0978 714 278. Dần cây cảnh này, Thanh Hóa. Tôi cũng biết qua Dần này, cây khá là cổ, giả trắng hết. Chào các bác nhá, các bác nhóm cây à? Vâng. Các bác lên sóng đi nhá. Cây của Mai Đức Thúy, à chủ nhân đang đứng cạnh đây đúng không nhỉ? Vâng. Tác phẩm Xanh Siêu. Cây khá là đẹp. Em là Nga Sơn nhé. Nga Sơn nhé. Cây bổ đế Nga Sơn giá nào? Rất là công chắc. Liên anh ạ. À, tôi trong trên cái hương sắc Hạ Liên trên cây cảnh nhiều lắm. Nhiều hôm bắt đầu tôi sang đây không thấy gì rồi. Dạ. Tôi sang chỗ ủy ban, tôi sang để xem nhưng mà có chứ. Chủ nhân của cây nhá, chủ nhân của cây mang đi và cũng đang đứng cạnh cây tôi tác nghiệp luôn. Số điện thoại của anh Thúy là 0397476305. Số cũng rất là đẹp. Cái này không phải 35 đâu. 535. À, đây là ghi nhầm à? Đọc lại đi là 535. Anh đọc lại số 039. 039. 747 6535 6535 6535. Đây là do quá trình ghi phiếu là bị ghi nhầm sai. Đúng là 535. Rồi chúc mừng anh Thúy có tác phẩm đẹp nha. Nga Liên qua điện hộ mấy cây. Vâng em qua điện hộ. Tiếp tục đến với tác phẩm tiếp theo. Cây Răng Long. Cây Răng Long. Cây này tầm trung. Tổng bóng cũng khá là đẹp. Cây già, da thì màu đỏ rất là cổ. Còn bể đế thì cũng đang được tạo tác, một số đang được bấm móng. Xem tác giả. Cái này không lấy ra cho nữa chứ nhỉ. Tác giả là Nguyễn Văn Phúc, Long Cổ. Điện thoại 0989 834 454. Cây dáng cổ nhưng mà vẫn có những cái vẻ đẹp hiện tại. Dằm cành thì là khá là cẩn thận.
Tiếp đến là một cây xanh dáng trực, anh em cũng đang ngồi tâm sự rất là nhiều. Tôi cũng chỉ ghi hình qua điện thoại của chủ nhân của anh Dần 0978714278. Trời rất đẹp, cây long này và đây là ba cây này thành một bộ rồi. Không có hai cây thôi, cây này cây các bạn. Đây là cây long, cặp long rất là đều. Anh Dần. Phía bên ngoài này là một tác phẩm si, tác phẩm si này khá là đẹp. Cây si. Cái xì này chưa thấy bản tên nữa, cái xì cổ. Cái này nhớ không nhầm là tôi có xem ở đâu đó trên YouTube rồi, được gọi là cây cúc độc lập thì phải. À, tổng bóng một cây, cây cổ như là chơi dài như này. Tiếp đến là cây xanh cổ. Bốn bông một ngọn. Cây này rất là cổ, già. Các bác địa y, địa y mọc khắp thân. Cây của anh Lại Văn Hải, sông xanh cổ, 0913066223. Cây mang đậm vóc dáng cổ lịch sử rất là già, vẻ đế khá là đẹp. Cây này hiện tại giá trị cũng rất là cao. Vâng, để kết thúc cái cuốn video này, tôi sẽ quay ba tác phẩm xanh cổ này để kết thúc cuốn video này. Mong quý vị và các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh, like, chia sẻ. Và chúc quý vị và các bạn những giây phút thật thoải mái bên cạnh những cây bonsai. Xin chân thành cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian qua. Đây là tác phẩm Long Dáng Thẳng Thân xanh cổ. Cây rất cao rồi thì đứng từ xa mới lấy được cái bóng. Cây thứ hai này rất là ngạc nhiên, cây có một cái tên là tôi cũng giật mình. Đây là đầu tiên tôi ghi hình cái cây này. Và cây thì rất là già rồi các bạn, đặc dáng cổ rồi, nhưng cái đặc biệt là nó ở chỗ này, tên này đó. Lần thứ nhiều số thoại 0868309199, tác phẩm Ơn Rời Phụ Tôi Rồi. Tác phẩm rất là, tên tác phẩm rất là hay. Có lẽ cuốn video này tôi sẽ đặt tên là Ơn Rời Phụ Tôi Rồi. Mặc dù mãi mới thấy cụ nhưng mà ơn rời tôi cũng thấy phụ rồi. Rất là hay. Đây là tiếp theo là cây thứ ba này. Phần bệ đế của nó thì ôm nhẹ hết vào trong lòng chậu. Cây rất là già, cổ điển. Phần trong cốt và tất cả những cái lá cổ thì được chủ nhân vẫn còn giữ lại rồi, gần như nguyên bản. Thì tôi xin dừng cuốn video này tại đây. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ở cuốn video tiếp theo.